quán hồng tôm xe đếc. Size lớn nhất rồi cô. Cái này là về vô đường. À. Cái này muối rồi. Dạ. Yeah. Rồi em cảm ơn chị. Cái này là vô muối rồi. Dạ yeah, dạ. Yeah. Còn cái đó là kiểu về bỏ hủ bán luôn. Rồi em cảm ơn chị. Lên dán lên trên chiến nữa. Thầy ở nhà còn nhiều lắm. Không, tại hút không được. Ờ, cẩn thận nhé. Kè kè định định nó chút cho nó ra nó bán phụ. Dạ dạ. Cái này là mua về ngâm thôi hả cô? À. Này mua về ngâm thôi đúng không? Để coi chứ lại mai dẫn bà xã đi. Bà xã đang mua trong kia kìa. Dạ. Thank you.
Hồi nãy á bà, trong đó bắt
bỏ xe lên. Thank you.